thời điểm thích hợp để xin thọ trì tâm quy và ngũ giới. Hãy xin đạo tràng giữ tâm thanh tịnh cùng con tác bạch để cung thỉnh ngài. Ca sa ma yang pha te quý sung quý sung rakhanatha yati sarane nasahapan chasila nidya chàm. Bậc ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Dutiyam bhimayam phante visung visung rakhanatha yati sarane nasahapan chasya nacchama. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo trần thứ nhì. Tatiyam bhimayam phante visung Vishkanatha yati sarana sahapan chasila niya cham. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô Bồ Tát Nhã, Nam mô Tam Ma Nhã, Nam mô Tiếp Thiên Kinh Lễ Chư Tôn Trần Đức Tăng mà chúng tôi chào sự vui của quý vị, chào Chư Tăng Việt Nam Tín Nữ Thiên Hữu Trí Thức, xin được thay mặt Chư Tăng truyền tâm quy và ngũ giới để tràn pháp hội. Bụt đăng sa đăng gà chư hàm bì con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa đăng gà chư hàm bì con đem lên lòng thành xin quy Pháp. Các sa đăng gà chư hàm bì con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần ba tạ đóng mong sợ năm xin quy pháp lần thứ tăng tạ năng gai chá hà mị con em lời tạ Nam mô Bụt Thầy Bụt Tăng Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Tham mang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sang Khang Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyam Bụt Tăng Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Dutiyam bidhammang saranang gacchami. Lòng thành kính quy y Pháp lần thứ nhì.
Tutiyam Visangham Saranam Gacchami. Con hết lòng kính quý tăng là thứ nhì. Tatiyam Viputam Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính quý Phật lần thứ ba. Tatiyam Vithamam Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý Pháp lần thứ ba. Tatiyam Visangham Saranam Gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quý Tăng lần thứ ba. Tế Saranam Thi Tam Bảo tròn đủ có bấy nhiêu. Ma Phan Tê, dạ xin vâng. Ba La Tí Ba Ta Quỳnh Đi Sơ Ma Đi Giao Còn xin bao nhiêu điều là Quỳ Sa Sự Sát Sinh A Đinh La Đa La Quỳ Ra Ma Đi Sơ Ma Giao Mi Còn điều quy tánh xa suy tròn tóc Cà mê xô mi chá 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 ra Quê ra mặt Đi sẽ khó bất em xô ma Còn điều học là quy xa sự tà hạnh Mũ xa qua Quê ra mặt đi sẽ khó bất em xô ma đi giao Con xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa sự nuôi Sve Rayama Chapama Dattha Nam Ami Con xin bao nhiêu điều học là quy tánh xa sự dưỡng rượu và các Panatipata Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinnadana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kamesumichachara Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musawada Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Suramerayamachapamadathana Veramani Sikkhapadang Sammadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Imani pancha sikha badani sa tukang katoa ngapamade nani chakalang samarakita pang. Kiểu vừa sau khi tòa trì tâm quê và hữu giới nơi tâm bảo rồi. Phải ra mới dự hành theo cho trong sạch đừng có dễ vui. Ma Phan Tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ga tên yon tê sì lê na sâm an sì lê na lê phu tên yon tê ta sì lăng quỷ số thác dê. Các chúng sanh là sinh về cõi trời cũng nhờ giữ giới được giàu sang đầy đủ tài giữ giới được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thôi giữ cho được trong sạch đừng tâm nhớ. Sa thú sa thú lành thay. Trong lúc sư đọc mít đọc
giao tâm quy vào ngũ giới cho con. Âm thanh con không có nghe rõ, nó bị giật giật. Sư có thể xem lại. Con xin sám hối trước Tam Bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa da pang sung varu tamang Bute yo khalito do so buto khamatutang mamang. Con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tam man cha du vi thang varang tam me yo khalito do so tham mo kham tu tang ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tamang sang ghe yo khalito do so sang ho khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và chúng con kính cùng thỉnh sư chúc phúc đến đạo tràng. Sơn ni yamat thakusale na yan tang san tang badang abhisamay chas sang ko chu chasu chu chasu vacho chas samudu anatimanin. Người hằng mong an tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chấp pháp hiền hòa, không kiêu mạn. Xin tôi sắc cô cho sư phụ lô cho ông bà kỳ cho cho xa lâu câu vô thí sân tiên thí vô cho nề bà cô cho ông bà gặp phụ của lê sư anh anh lưu gây thôn. Sống dễ dàng, trí túc, thanh đạm, không vụn ràng, lực tâm luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh, chuyên cần, không quyến niệm. Na cha cô đăng sám ma cha re kinh chí về na quyên nhu bà re ngô bà qua đây dung xuất hiện hổ qua kê mi nô hôn tụ toàn bồ san ta phú quanh tụ xuất hiện ta tam. Không làm việc ác nhỏ mà bậc chỉ hiền chê nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy muôn hạnh phúc. Ye ke chi ba na pu ta chi ta sa wa tha wa la wa na wa se sa di ka wa ye ma han ta wa ma chi ma la sa ka nga nu ka thu lam. Chúng sanh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình, lòng từ không phân biệt. Đi tha wa ye wa đi tha ye cha du re wa san ti a vi du re phu ta wa sam pha we si wa sam be san ta pha wan tu su ki ta ta. Hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không thể xét, nguyện tất cả sinh linh tròn đầy buông hạnh phúc. Na pa ro pa rang le ko be tha nya ti man ye ta ka tha chi lang ken chip ya ro sa na ba di ka san nya nan nya man nya sa luk kha mi chay ya. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nỗi oán tưởng. Ma ta ya tha ni yam bo tang a yu sa e ka bo tam ma nu ra khe e wan bu tam bo bu te su ma na sang pha wa ye pa ri ma lang. Hãy mở rộng tình thương hy sinh như từ mẫu suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh. Mẹ tần cha sâm ba lô ca sĩ miên ma na sang pha vệ dẹ bà ri ma năng ụt đăng a thô cha chê ri dân cha sâm ba đăng a quê răng a sa bát tăng. Từ bi gieo cùng khóc cả thiên năng khổ hải trên giới và quanh bình, không hiệp hòa văn trái, không giận hờn quán thù. Thì thành cha ram ni se no wa se ya no wa ya wa ta sa vi ga tam e do e tan sa tin na thi thay. Ya Brahma mê tăng quyền khi đứng ngồi nằm bao giờ còn thức bi này thân tâm phẩm mạnh chính là đây cha lô bồ gầm mất sĩ này là sầm
bần nô xúc quy nay gia ghê chẳng này chờ tu cao phát xây tu có gì kiên trì đạt chính trị khi viên mãn không có nhiễm dục trần Sitiya chúng ta thông minh tụy đăng lăng hệ ta sinh ta đạt chê đã xuống cầu xin cho tâm tinh thần mỹ mãn của mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa thu lành thay con xin hồi hướng công đức yang kin chi kusala kam mang kata bang kiri yang mamaka ye na vaja manasa tidase sugatang katang ye sata sa nino ati ye jasata asa nino katang punya palang mai hang sa pe fa hi fa wan tu te ye tam ca tam su di vi tang din nang pu nha pa lang ma ya ye cha ta tha na cha nan ti de wa gan tua ni ve da yung sa be lo kam hi ye sa ta chi wan ta ha ra he tu ka ma nu nyang pho cha nang sa be la phan tu ma che ta sa ti. Bất cứ thiện nghiệp nào là hành động đáng được làm với thân khẩu ý của tôi đều tác thành đến cõi trời đạo lợi. Có chúng sanh hữu tưởng nào, có chúng sanh vô tưởng nào, tất cả các vị là người chia phần phước quả mà tôi đã làm. Chúng sanh nào đã khéo hay biết những công đức do tôi hồi hướng, xin hãy tùy hỷ. Chúng sanh ở nơi nào không hay biết, xin chư thiên sau khi đi, hãy báo truyền cho họ rõ. Tất cả chúng sanh nào sống trên thế gian do nhân vật thật, xin hãy thỏa thích nhận phần phước vật thật do tôi hồi hướng với tâm hoan hỷ. Y đàng nô nhà ti năng hồ tu su khi ta hồn tu nhà ta vô. Y đàng quá ta mê buồn nhàn à sa quá kha vô quá hàng hồ tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy ăn được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy ăn được sự an vui. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch làm, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Nào, vẫn còn thời gian, con xin đọc bài. Giờ đã 4:30, đã hết giờ. Còn kính nhường mic lại cho sư để bắt đầu chương trình sinh hoạt sáng nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mài, Nam mô Sàng Khải. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tam Mài, Nam mô Sàng Khải. Trước tiên, cái lễ duy tôn thêm đức tăng trong những lễ làm mà chúng tôi không được rộng giao với ly sư, với cô tôn giao với ngộ, xin nhân quân, xin mê ta, xin thông nhật, đạo hữu tâm hạnh, đạo hữu lân chiều, xin quân, xin kim nhung, xin thiên lạc, xin nhu, xin tâm, xin thiện vũ, xin tâm đại hạnh, cô tu nữ tuệ duyên, xin kim, xin niệm từ, quýnh tâm, xin nguyên trang, xin chân thư, đạo hữu, cô tu nữ phúc hạnh. Alo, quý vị nghe âm thanh rõ ha? Sang tu. Hôm nay đường truyền không được ổn định, khi sáng giờ cứ bị té lên rớt xuống hoài. Có quý vị cũng quan hỷ ha, được không câu chuyện cùng quý vị như vậy và quan hỷ rồi.
Hôm nay sinh hoạt trong câu Phật ngôn Phật ngôn 288 sao huynh chánh ngộ ta thấy nó đứng yên chỗ chứ nó đâu có nhảy. Quý vị có nhận chúng tôi nhảy lên nhảy xuống hay không, mà huynh chánh ngộ nói micro nhảy lên nhảy xuống. Bên chào được hữu chiếc lá mùa xuân vừa đến, huynh từ cũng nghe giống huynh chánh ngộ vậy ha. Rồi xin nguyên trang thì coi như bị đi vượt binh hay sao, 1212 biết nữa, hơi bị chạy lên nhảy xuống ha. Rồi có ngắt quãng luôn. Thôi bây giờ cứ nhận về thôi chứ làm sao giờ. Còn bây giờ nếu hay ra rồi chạy vô thì có làm sao ha. Nếu mà chạy ra cái tình trạng chung ha. Xích Nguyên Trang ơi, quý vị chờ chút cho người chạy ra ngoài. Xích Kim nghe tốt vậy, như vậy là đường truyền của Xích Kim là tốt lắm rồi. Đa số Xích Nguyên Trang nghe được rồi nè, giờ là tốt rồi ha. Thôi bây giờ chúng ta đi thẳng vào bài học ha. Trước khi bước vào câu Phật ngôn 288 này, xin phép được tán dương Đức Tam Bảo Rất Tận Taya Sawan Đà Mị Bụt Thù Ma Hê Sì Răng Tất Thà Gá Tô Lô Cút Tâm Mô Sắp Bất Rá Rù Hí Chệ Thà Cô Lô Cá Sát Thà Chá La Đầm Mắc Cô Quý Đô Quần Đà Má Hành Tăng Rá Rá Phù. Chá Này Giác Cần Như Lai Giác Ngộ Pháp Màu Ngài Bậc Trí Thức Không Đâu Sinh Bằng Thoát Ly Phiền Não Trói Trăng Tối Thượng Giáo Chủ Trí Năng Vô Lượng Tự Đế Ngài Đã Tin Tưởng Thông Minh Dạy Bảo Dân Lương Thoát Trần. Con xin đảnh lễ Phật ân tán cho Thiên Chúng Nhân Dân Cúng Dường. Tham Mô Đi Nô Lô Cà Nam Mình Thá Sơ Huy Nà Cô Cô Sắp Bà Nhụ Bút Thập Bà Tí Phù Tí Sành Nhá Tô Hoàng Đà Má Hành Tăng Nó Rắc Phù. Chá Này Giác Cần Pháp Bảo Quý Như Ánh Vàng Như Lai Cơ Sáng Vạc Màng Vô Minh Phá Tan Lâm Lạc Dũng Sinh Đại Diện Phật Tổ Quang Minh Rõ Ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang đáng cho công chung nhân gian cúng dường. Sân khô quý số tổ chú gá tá sá sá quá cô sách khá sú ca mô quá rá thầm và sách khá cô nền đà và sân xà đi á nà đá rô quá rô hoàn đà má hành tầng ná rá phù. Cha này giá cần Tăng Bảo Thân Văn Phật Đà Học Mà Thoát Thân Các Ngài Thanh Tịnh Lý Trần Xa Lìa Thiểu Pháp Hàm Nhân Ai Bị. Con xin đại lễ Tăng Hy đáng cho công chúng nhớ ghi cũng dược. Rát Tà Nát Tế Giá Tê Chê Nát Sách Thà Mê Ê Tú Quá Thá Nàng Tá Sà Bí À Lúc Hoa Quê Nát Sá Hát Sà Dê Nát Sách Chạch Tú. Cầu xin Tâm Bảo Uy Linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam Mô Bụt Thà Dạ. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay ha. Câu Phật ngôn 288. Alo, quý vị nghe chúng tôi nói lớn hay là con gà nó gái lớn hơn chúng tôi? Quý vị gà lấy gái lớn hay là chúng tôi nói lớn? Nếu một con gà phá đám thì đóng cửa lại. Đóng cửa lại cho chắc ăn đi. Nhiều khi nó là mất trật tự. Rồi, vậy là xong. Được rồi ha, kệ nó ha. Rồi, đóng cho chắc ăn đi. Nhiều thương không phải là con gà mà còn mấy con chó nữa, nó là mất trật tự, nó phá rối.
Rồi bây giờ đóng cửa gì mà to quá ha. Ô, cửa chùa nó vậy đó, còn cửa nhà thờ còn to hơn rồi. Rồi câu đầu tiên, ông bệnh này bệnh sơ sơ thôi chứ chưa mất dịch nghe bà con, mất dịch bà con nghe nói cho bỏ chạy luôn á. Rồi câu đầu tiên na na san ti bút ta ta na ya na san ti bút ta ta na ya na san ti bút ta ta na ya. Câu đầu tiên 1, 2, 3, 4 từ ha. Câu đầu tiên có 4 từ mà bước vô cái câu đầu tiên này thấy chữ na là thấy là thất bại ha, là không ha. Câu gì mà vô cái là thấy chữ không là đứng đầu, thấy không biết biết sao đây nữa rồi. Na là không, sanh tí, sanh tí do cái căn ngữ as, nó là một động từ số nhiều. Sanh tí có nghĩa là đây là một hai động từ. Sanh tí là có những nơi khác chúng ta thấy chữ sanh tí có nghĩa là thanh tịnh ha, nhưng mà đây đó là một động từ có nghĩa là Buddha do từ Buddha. Chúng ta đây là số nhiều có nghĩa là những đứa con, những người con trai hoặc là các chỉ là Buddha là con những hay là con cái. Rồi chữ Tanaya, Tanaya do cái từ Tana, Tana là một danh từ trung tính Akrantanapum Sakalinga, nhưng mà chữ Tana được chia theo chỉ định cách, chỉ định cách số ít hay số nhiều, chỉ định cách số ít ha, tức là gia tốt thi vì pháp tí e cao quá trình á, cho nên chỉ ta na biến thành ta na giá. Ta na giá là về việc bảo vệ, đến sự che chở, đến sự giúp đỡ. Chỉ ta na giá, ta na giá về việc bảo vệ, đến sự che chở, đến sự giúp đỡ. Rồi giờ chỉ ta na rồi về việc che chở, đến việc che chở rồi. Bây giờ câu số 1 này ý nghĩa không được trọn vẹn. Bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu bổ sung ý nghĩa với nhau. Navita na vipan thawa, câu số 2. Navita na vipan thawa, Navita na vipan thawa, câu số 2 chúng ta thấy cùng 4 từ. Na là 1, vita là 2, na vi là 3, ban thawa là 4. Chữ na đầu tiên cũng giống như câu số 1 là không. Rồi chữ thứ 2 pita, pita, pita là những người cha, pita là những người cha, không phải những người cha. Rồi chữ na bi, chữ na bi, chữ na bi do cái từ na cộng với áp bi, na cộng với áp bi. À,
có nghĩa là không, api, api có nghĩa là ngay cả hay là dù, na là không, api là ngay cả, không ngay cả, à, hay là không phải là, không phải là, chỉ là pi. Rồi, nó là không, áp pi là ngay cả, không ngay cả, không phải là. Rồi, sa tu. Rồi, chữ banh tha hoa. Banh tha hoa do căn ngữ banh, do căn ngữ banh. Nó là một danh từ nam tính. Và banh tha hoa ở đây nó đứng trong cái dạng chủ từ số nhiều, tức là bà tha ma bảo và cha na vị pháp ti. Banh tha hoa có nghĩa là họ hàng, bà con quyến thuộc, họ hàng bà con quyến thuộc. Nên được rồi, như vậy thì hai câu này nó bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Na san ti buddha, na san ti buddha ta na yana vita na viban thawa, na san ti buddha ta na yana vita na viban thawa. Về việc bảo vệ thì không phải là những người con trai, không phải là những người cha, cũng không phải là bà con quyến thuộc. Câu 1, câu 2 cho chúng ta ý nghĩa. Về việc bảo vệ thì không phải là những người con trai, không phải là những người cha, cũng không phải là họ hàng quyến thuộc. Đó là ý nghĩa của câu 1 và câu 2 ha. Đóng cửa lại, nóng quá trời. Mở cửa thì có gió mát, mấy con chó, mấy con gà nó quậy. Rồi, bây giờ qua câu 3. Câu 3. Anh tắc kê na thi ban na sa, anh tắc kê na thi ban na sa, anh ta kêu na thi ban na sa. Nó dính liền một nhóm từ ha, một chùm chữ. Thấy tự nhiên, nhất là quý vị mà mới ha, thấy nó dính liền nhau một đống chỗ này thấy luôn ha. Không sao, giờ đây sẽ không biết buổi sáng tốt cho sức khỏe. Nhưng mà mấy con gà nó quậy, mấy con chó nó phá đám. Ok, ngồi quạt đi, quạt giấy á, quạt như vậy thấy cũng thoải mái. Câu số 3, anh tắc kê na thi ban na sa. Bây giờ chúng ta thấy cái từ này, từ này, một cái nhóm từ này, nhưng mà thật sự ra thì nó chỉ có hai từ đi chung với nhau thôi. Hai từ. Chữ ye anh ta kê, anh ta kê na cộng với athibanassa. Anh ta kê na, anh ta kê na do cái từ anh ta ca. Anh ta ca là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Nhưng mà chữ anh ta ca này nó được chia theo sử dụng cách số ít. Sử dụng cách số ít có nghĩa là tatiya vipatti ekavacana. Cho nên chữ anh ta ca nó biến thành anh ta kê na. Anh ta kê na là bởi cái chết, bằng sự chết. Bởi vì cái từ anh ta nó là một danh từ trung tính ha, akaranta
Napum Sakalinga, mà chữ anh ta có nghĩa là điểm cuối tận cùng. Mà điểm cuối tận cùng của đời người đó có nghĩa là sự chết ha. À, cuối cùng của đời người đó là sự chết, hoặc là nói dễ hiểu hơn là trước sau cũng chết. Đó là điểm tận cùng của cuộc đời ha. Thì mở cửa ra cho má. À, có thể là không ngon chi mấy ha. Rồi sung sướng quá ha. Cửa mở mà cũng được yêu cầu nữa ha. Mở thì mở. Nhận mắt thiệt đó. Rồi anh tắc kè nè, xong chưa? Alo, là xích nhục như quang bị phân tâm rồi phải không? Alo, xích như quang ơi bị phân tâm rồi. Anh tắc kè nè, đó là chữ đầu tiên ha. Rồi chữ thứ hai, Atipanasa. Atipanasa, ở đây chữ Athi nó là một tiếp đầu ngữ ha. Athi có nghĩa là đến. Panasa do chữ Panna. Panna đây là một cái dạng quá khứ phân từ của động từ Patati, có nghĩa là rơi xuống. Nhưng mà đã là quá khứ thì ý nghĩa là đã rơi xuống, đã rơi xuống. Và chữ banh lá này nó được chia theo sở hữu cách số ít, tức là chát thi vì phát tí e có quá trình lá, cho nên chữ banh lá nó biến thành banh lá xa. Vậy thì á thi banh lá xa có nghĩa là đối với những người đã bị chế ngự, đối với người đã bị tóm lấy. Đã không? Nghe gà gáy kiểu đó nè. Thời gian trước mà huynh là chai tương ớt mà tới với cái rung này nghe gà gáy là coi như chát lên liền. Bắt xe phai à. Bắt con gà xe phai à. Rồi đối với những người đã bị chế ngự rồi. Sao tôi chứ như quá. Như vậy con số 3. Con số 3 đối với những người đã bị chế ngự ha. Rồi à, còn câu số 4 nữa là nó bổ sung cho câu số 3 ha. Nát thi nhà tì su ta na ta. Nát thi ta nhà tì su ta na ta. Nát thi nhà tì su ta na ta. Câu số 4 có 3 từ ha. Nát thi là 1, nhà tì su là 2, ta na ta là 3. Chữ nát thi à, chữ nát thi do chữ na cộng với áp thi. Na là không, áp thi là có. Vậy thì nát thi có nghĩa là không có. Thì là không có à. Rồi từ thứ hai, nha tì su. Nha tì su do cái từ nha tí. Nha tí là một danh từ nam tính. Ý karan tác phun rinh ga. Và chỉ nha tí ở đây được chia theo định sở cách số nhiều. Định sở cách số nhiều có nghĩa là sát tầm ý vì phát tí bảo vũ quá trình á. Cho nên chỉ nhà tí biến thành nhà tì su. Nhà tì su có nghĩa là ở những người thân thuộc, ở những người bà con, ở những người bà con, ở những người thân thuộc. Nhà tì su. Rồi bài cuối cùng, ta na ta.
ta na ta, đó là một danh từ nữ tính. A karan ta ít thì linh ga, và ta là ta ở đây nó được đứng dùng theo chủ từ số ít, tức là bà tham an e ca quá chả năng quỷ phát tị, cho nên ta na ta là có sự bảo vệ, có sự che chở, có sự bảo vệ, có sự che chở. Như vậy thì câu 3, câu 4, câu 3, câu 4, hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Anh ta kê nà thi bần ná sá lá thi nhà tì sú ra ná ta. Anh ta kê nà thi bần ná sá lá thi nhà tì sú ra ná ta. Đối với người đã bị chế ngự bởi cái chết thì không có sự bảo vệ ở những người bà con. Xin lặp lại câu 3, câu 4 ha. Anh ta kê nà thi bần ná sá lá thi nhà tì sú ra ná ta. Đối với những người đã bị chế ngự bởi cái chết thì không có sự bảo vệ ở những người thân nhân. Mến chào đạo hữu núp lùm. Rồi, như vậy thì câu Phật ngôn 288 chúng ta đã tìm ra ý nghĩa của từ vựng xong ha. Về việc bảo vệ thì không phải là những người con trai, không phải là những người cha, cũng không phải là các thân bằng quyến thuộc. Đối với người đã bị chế ngự bởi cái chết thì không có sự bảo vệ, có sự bảo vệ của những người thân. Xin lặp lại ha. Về việc bảo vệ thì không phải là những người con trai, không phải là những người cha, cũng không phải là bà con quyến thuộc. Đối với người đã bị chế ngự bởi cái chết thì không có sự bảo vệ của thân bằng quyến thuộc. Câu Phật ngôn 288 Hòa Thượng Giới Đức như thế này, nhưng mà Ngài Hòa Thượng làm chỉ có hai câu, hai câu lục bát thế này: lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng, con cái hay cha mẹ mình? Quý vị thấy ngắn gọn quá hả? Bảo trợ ta, họ hàng, con cái hay cha mẹ mình? Còn đối với Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ Ngũ Ngôn thì như thế này: một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Đó là lời dịch của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Rồi, trong ý nghĩa từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào thấy nghe không thông, nghe rắc rối thì quý vị cứ đưa tay, chúng ta cùng thảo luận với nhau đi. Có chỗ nào mà quý vị thấy coi không được, cá nhân của chúng tôi cũng học hỏi nên quý vị nghe, đừng có giấu nghề. Chỗ nào mà coi như quý vị thấy rằng có khuyết điểm thì quý vị cứ đưa tay. Còn nếu không đưa tay, câu là như vậy thì Hòa Thượng Giới Đức cũng có một cái thể thơ bốn câu mà. Hòa Thượng Giới Đức nghe thế này ha: lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng, con cái hay cha mẹ mình? Khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp, vắng thinh chẳng người. Cái này
giống giống như cái dịch corona vậy nè ha. Khi mà sự chết tập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Đúng rồi, bị mất dịch rồi thì đem thủ tiêu chứ đâu có cho bà con họ hàng thân thích gì tới nhìn mặt đâu. Mà hồi đó bà con cha mẹ cũng thấy bị mất dịch kiểu này cũng đâu dám tới, sợ bị lây ha. Rồi hay ạ. Khi mà sự chết tập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Xà thù. Vậy bốn câu vậy nghe dễ nghe chứ ha. Chứ hai câu thì nghe kỳ quá. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng, con cái hay cha mẹ mình? Hai câu này thì thấy nó buộc, nó thiếu thiếu sao ha. Nhưng mà khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Đó, câu Phật ngôn này nó trùng hợp với cái cô với cái 19 quá vậy. Rồi thôi học ha. Rồi xíu chúng ta thảo luận tại sao nó giống, tại sao nó không giống. Rồi trở lại bài học. Câu 1, câu 2. Làm lần 2 câu đi. Đến nhanh rút lẻ ha. Na san ti putta ta na yanavita na vipan thakwa. Na san ti putta ta na yanavita vị ta na vi bần tha hòa na san ti bút ta ta na yan la vi ta na vi bần tha hòa. Câu một, câu hai, xích nhiều quên hay xích nhà nhiều quan đưa lên nè để chúng ta tham khảo học hỏi ha. Bây giờ tìm hiểu trường âm và đoạn âm để làm sao giọng đọc của chúng ta được ổn định nè ha. Người mà được mời đầu tiên á, đó là quân Nam Nhi Chi Chí nha. Bên này là nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Bây giờ mới ưu tiên cho cán bộ là những người nam ha. Rồi mời quân Chính Tâm trước. Câu 1, câu 2, trường âm, đoạn âm thế nào đây quân Chính Tâm ơi? Alo, quân Chính Tâm. Đó, xa thu bằng tay đẹp quá, xin mời. Dạ, con kinh đánh lễ sư Chi Đức và các cô tư nữ con, thưa sư, con bây giờ con thì đọc được nhưng mà cái từ cái máy con á, bây giờ con nhìn á, cái chữ á, con không có thấy máy, con phải chụp hình qua rồi con mới chuyển qua cái máy kia con mới đọc được. Bây giờ con không có thấy chữ máy nên đợi tí xíu nữa đi, lát rồi con lên con tự thì con phải chụp hình qua cái iPhone và iPad con á, nên con không có thấy chữ, con không kéo được, nên sư thông cảm cho con nha. Ok, kéo được không đây nè. Dạ, ok nha. Yeah. Ok, con nghĩ chắc con câu được đó, để con đọc thử coi nha. Dạ, dạ, con xin đọc đó. Nha, ok, nha santi putta tang naja, nha pita nabi bantawa, nha santi putta tang naja nabi ta, nha bi bantawa, nha. Ok, con xin thử coi nha san nha là trường âm san nha san thì san là trường đoạn âm thì put đoạn âm ta tăng. Ta là đoạn âm, tăng là trường âm nhấn. Nha là trường âm, pita là đoạn âm, nha là trường âm, pi là đoạn âm, bằng tha hòa, bằng là đoạn âm,
tha. Tha là đoạn âm và là trường âm thôi, con biết cứ như đó thôi. con xin xuống nha, sư sửa giùm cho con à. Nha, con xin xuống rồi. À, sa thủ huynh chánh tâm, âm thanh là rất tốt rồi, đó là chuyện mà mời mà lên được, đó là quan hỷ rồi. À, thường thường người ta nói thế này ha, bạn sự khởi đầu nan ha, nhưng mà cái quan trọng là gian nan thì có nản hay không ha. Bạn sự khởi đầu nan, gian nan đừng có nản. Mà gian nan thì thấy nản hả? Ô, xích ra Kim Dung cái kiểu này hù kiểu này là huynh chính tâm khớp nữa. À, nhưng mà mời mà lên mạnh dạn như vậy, bảo đảm là huynh chính tâm sẽ thành công. Rồi, đó là sự phân tích đầu tiên của huynh chính tâm. Vì một người mà lần đầu tiên á, thì luôn luôn là coi như là có sai sót ha. Nhưng mà những người từ từ chúng ta cố gắng để nhìn lại coi người thứ hai, người thứ ba như thế nào. Bởi vì một hai câu thế này, qua sự phân tích của ba người, trong ba người này á thì hai người đúng một người sai là thành công, hoặc là ba người đều đúng hết là tuyệt vời. Còn ba người mà đều đúng hết thì coi như là cái trường hợp đó là không có chê vào đâu được hết. Ai nhất thì tôi đứng nhị, ai mà được hơn nữa tôi thì đứng ba, thì ba người là thành công hết cả ba. Nhưng mà một người sai, hai người đúng thì mình thấy số đông ha, để mình kiểm tra lại mình sai chỗ nào. Huynh chánh tâm chú ý nha. Người thứ hai xin mời huynh bài. Alo huynh bài, cố lên. Có gì có sức huyền trang coi như hỗ trợ mà. Rồi mời huynh bài. Dạ con kính chào sư và kính chào đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu số 1 và số 2. Nasan Tiputta Tana Ya Napita Napiban Dawa Nasan Tiputta Tana Ya Napita Piba Dawa. Ná là đoạn âm, sàn là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, bút là trường âm nhấn, tà là trường âm thông thường. Tà là trường âm thông thường, nà là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ná là đoạn âm, tí là đoạn âm, tà là trường âm thông thường, nà là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, đá là đoạn âm, hòa là trường âm thông thường. Dạ con xin sư chỉ thêm. Dạ con xuống máy. Huynh bài thầy thì rõ ràng chính xác hơn là huynh khổ cái có dấu ai ngờ nam mình luôn chị ta có dấu như vậy đọc thành chị ta rồi quá vậy. Khi nào huynh chú ý nhỉ? Có dấu thì đọc có dấu, mà không có dấu sát tức thì không sát, là chưa có thuộc cái bài Bát Nhã, cho nên là đọc theo cái giọng mà nhiều quá
còn thêm một một người thứ ba nữa ha, tức là huynh huynh bà tiến bộ hơn huynh trên tầng ha. Rồi thầy sa thú rồi à, trong đó của chúng ta cũng có tam nhân, có ba ba thiền nam này, mời huynh cùng để làm sao cho huynh bài nè, huynh nè nắm rõ được đó là cái sự thọ. Rồi mời huynh đến ngồi nha. Nam mô Bụt Thầy á, nhà con kính lễ chư tăng quý cô tu nữ, con xin chào quý vị đạo hữu. Dạ con đọc trước hai câu đầu rồi phân tích. Nasan tiputa ta na ya napita na pipan thawa. Na là đoạn âm, san là trường âm nhấn, tí là đoạn âm, put là trường âm nhấn, ta ta là hai trường âm thông thường, na cũng là trường âm thông thường, giá là đoạn âm, ná pí là hai đoạn âm, ta là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, pí là đoạn âm, bon là trường âm nhấn, thá là đoạn âm, qua là trường âm thông thường. Thì cái câu này nó chỉ có hai loại trường âm là trường âm nhấn và trường âm thông thường, không có trường âm đọc theo dòng nguyên âm. Nếu con xin xuống mic. Alo 123 123. Mình chân ngộ thấy ngắn gọn thì yên tâm, có nắm bắt được chưa? Quên là quên bài à, có gì thắc mắc không? Bởi vì trong ba vị này mỗi người phân một kiểu à, như vậy là huynh chánh tâm vẫn theo dõi ha. Rồi huynh bài có thấy rằng à, có như huynh chánh ngộ phân tích như vậy thì có những cái gì sai biệt à, ở bể khác khác giống mình không à, đối với huynh bài có sự nhận định thế nào? Thì trong đạo tràng của chúng ta à, quý vị đã cho những cái cành hoa rất là đẹp ha à, nhưng mà sự nhận định của quý vị về huynh chánh tâm, huynh bài và huynh chánh ngộ như thế nào? Bây giờ mời sư Nguyên Trang có sự nhận định về ba ông thiền nam này ha. À, sư Nguyên có ý kiến thế nào trong sự phân tích của ba người này? Alo, Sức Nguyên đang đâu rồi? À, có ý kiến ha? Nam mô Bụt Thầy, dạ con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, và con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, dạ sư ngài kêu con lên thì con lên. Dạ anh cái gì trước hết là người anh gì ta, khoan đi con, tự nhiên dắt đâu quá không không của cái nick này đâu mất tiêu rồi ta, hồi nãy ai chánh chánh ngộ không, chánh ngộ chánh, dạ thì anh chánh ngộ là khỏi nói rồi sư, là à, rất là ở trong đây là chánh ngộ giỏi rồi, chánh ngộ đúng rồi nè, chánh ngộ ok, chánh ngộ là con không có ý kiến. Dạ anh chánh tâm, chánh tâm thì anh chánh tâm ảnh chưa có người đầu tiên, dạ người đầu tiên cái người giỏi, người cuối cùng giỏi nên con nói em nói trước. Dạ anh chánh tâm á thì ảnh chưa có phân biệt được cái trường âm đoạn âm, như là chữ ná thì ảnh đọc là chữ na, thì có mấy cái, tại vì con nghĩ là tại khi mà mình chưa có phân biệt thứ nhất là trường âm đoạn âm, trường âm thông thường với trường âm nhấn, rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm, thì mình sẽ không có biết là
mình sẽ đọc giọng dài hay là giọng ngắn, rồi lúc nào mình nên bỏ dấu sắc hay bỏ dấu, rồi lúc nào mình nên lấy cái dấu ra. Nên anh nên anh Chánh Tâm còn còn confused, còn cũng như là còn bỡ ngỡ cái phần đầu đó. Dạ. Còn về anh Bài. Anh Bài thì thật ra đó sư, cái này là con ngồi mà con ngạc nhiên á, tại vì hồi nãy trước khi mà vào room á là anh Bài đã phân tích trường âm đoạn âm mà phân tích hết là ngũ giới luôn đó sư, mà anh Bài tích rất là chính xác. Nhưng mà khi mà ảnh lên room á là ảnh thành dấu quyền hết. Con ngồi, con hôm nay con nói là khi mà con vô đây con ngồi con nghe đó là con phải dịnh ghế để không con, ảnh nói là đừng có lọt ghế đó, nên là con nghĩ là anh Bài ảnh room, tại vì ảnh trước khi mà vào á là ảnh đã con đã ảnh đã con đã nói chuyện với ảnh mà ảnh phân tích rất là giỏi sư, đến nỗi con nói thôi rồi giờ ảnh nắm vững rồi, không có cần phân tích nữa, chỉ là đọc thôi, tại đọc mà mình đọc giọng dài giọng ngắn cho nó đúng thôi. Dạ là con nên con cũng ngạc nhiên chút xíu anh, nên ngạc nhiên chút xíu anh Bài thôi, nhưng mà con nghĩ là anh Bài anh nắm ảnh trung. Dạ vậy thôi. Dạ còn hả ở trong đây đó ngài có thêm một người mới nữa là cái tên là Kevin, là anh Mỹ. Dạ con hôm nay con mới mời anh Mỹ vào room mình để học tiếng Bali. Dạ nên một chút con xin ngài cho anh Mỹ một cơ hội để lên để ngài chấm sư phụ giỡn. Dạ đúng rồi, con đâu có nói con xịn đâu, con đâu có dám sư phụ đâu cô. Con chỉ lên thôi à cô. Dạ rồi, rồi có cái nick ngoài có Hà trong đây nữa sư. Dạ nên nên một chút nữa sư kiểm tra hai người này nha sư. Dạ con xin xuống mic lại. Dạ con chia sẻ vậy thôi. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Alo, 1 2 3 1 2 3, kính lễ em để đúc không chắc còn cái trang còn đưa tay nữa hả, chắc có vấn đề. Alo, thấy ý kiến gì nữa phải không? Xin nguyên trang xin mời. Dạ con quên nữa sư, là hôm nay á là có còn nữa cô Tâm Đại Hạnh, dạ cũng trong nhóm của tụi con luôn, rồi có em Châu nữa. Dạ cái nick gì Châu đâu mất tiêu rồi, cái nick gì ta là dạ thì cũng là mấy bữa rồi đó là mọi người này cũng cố gắng vào học tiếng Bali á sư. Dạ cô Tâm Đại Hạnh thì rất là chịu khó sư, nên hả cổ có vào room, con chỉ cổ vào room trước. Dạ nên hả con rất là hoan hỷ mới được quý vị này vào room để học tiếng Bali của sư à. Dạ dạ rồi, dạ đông quá. Dạ đúng rồi cô, con đủ hết chùa vô luôn á cô. Dạ con xuống mic ạ. Alo, 1 2 3 1 2 3, trong ba người này Lê phân tích câu 1 và câu 2 thì cái người thứ ba tức là Huynh Chánh Ngộ thì Sĩ Nguyên Trang nói thôi, Huynh Chánh Ngộ đã ngộ rồi thôi khỏi nói, giỏi rồi ha. Còn chỉ có Huynh Bài với là Huynh Chánh Tâm ha. Huynh Bài thì Sĩ Nguyên Trang nói rằng ồ đặt bao bao chính xác rõ ràng, nhưng mà lên room thì thêm dấu vô đặc thư kiểu Việt Nam ha, không phải là đọc Bali ha. Chữ Buddha thì đọc là Buddha, chữ ta na giá thì ta na giá, rồi chữ bi ta thì đọc là bi ta, na bi thì đọc là na bi, Banh Tháo Hòa thì đọc là Banh Tháo Hòa tức là như vậy thì Huynh Bài tương đối còn có phân biệt trường âm đoạn âm đó hơn Huynh Chánh Tâm, bởi vì Huynh Chánh Tâm này đầu tiên lên là chắc luôn nhiều quá đọc chạy chữ thôi, nhưng mà còn thì coi như chưa có nắm rõ ha. Thì như vậy chúng mình coi như là Huynh Chánh Ngộ số 1
bà trên phòng số ba nhất gì ba làm quan chứ bộ. Rồi ai còn ai thắc mắc gì không? À, Trang Nguyên Trang cũng có một cái sự phân tích rõ ràng ha. Ở đây không, nhưng mà trong cái học ha, thì người thấy những nào sao đúng, nhất là vấn đề Pali quan trọng là chúng ta phải biết trường âm và đoạn âm. Quá chẳng thể đọc mà mình biết sai, đó là một điều cảm thấy cái oai lực của mình. Khi mà ta đọc đúng á, trường âm đoạn âm thì nó có oai, còn mà chúng ta đọc là ai sao tôi dạy ha, hoặc là đọc chữ nhựa nhựa thì chúng ta thấy không có lực ha. À, thì từng hà mà ý vẫn khen đọc chảy rồi về là khen người ngoài là có được rồi. Ồ, sao thú sao thú. Nhưng nhiều khi mời là mời được như vậy là quan hệ đó. Rồi câu một câu hai nè, nên chúng ta có sự tổng kết lại ha. Na san buta ta na ta na na di buta ta na ya câu đầu chữ na âm chữ san âm nhấn chữ tý là đoạn âm chữ ta là trường âm thông thường chữ ta là trường âm thường chỉ là âm thông thường chỉ giác là đoạn âm chỉ có hai lực hiện nhắc chữ bút âm nhắn có hai hai chữ sinh và chữ bút thông ta chữ ta na tức là có ba trường âm thông thường. À, như vậy thì câu đầu tiên này có tất cả là năm trường âm chỉ ta ta tất cả là năm trường và đoạn năm thì có đó là và chỉ giá còn một, chúng ta giải quyết xong ha. Bây giờ qua hai năm vi ta na vi ba vi ta là trường âm, là trường âm nhạc, là chữ qua là trường thông thường. Vậy thì câu số hai trường thường là chỉ ta chỉ na và chỉ ta có tất cả trường. Vậy thì câu hai bốn là chỉ ta chỉ na à, và đoạn âm thì cũng có bốn, đó chính là chữ bí và chữ. Như vậy thì câu một câu hai à, quý vị đi vào chi tiết thì thắc mắc không? Alo, có gì thắc một câu hai không? Đây là một thể thơ có tám từ. À, một thể thơ có tám, câu một cũng tám mà câu hai cũng tám. Và bây giờ chúng ta đến câu ba và câu bốn.
À, qua câu 3 và câu 4. À, khi bàn đá ná khi nhà tì sụ tà ná tà ăn kê nà khi đá xa ná khi nhà tì tà ná tà ăn tà kê nà khi bàn ná xa ná khi nhà tì sụ tà ná tà. Rồi bây giờ quý vị đã thấy nó đi chung chữ về mà cùng ha. Từ từ chúng ta tìm trường âm và đoạn âm, cắt chia sẻ nó ra để thấy rằng cái từ nào chúng ta cần phải đọc nhanh, từ nào chúng ta phải đọc chậm, cái nào là trường, cái nào là đoạn. À, rồi bây giờ quý vị lên phân tích ha. Câu 3 và câu 4 phân tích thế nào cho nó chính xác đây? Xin mời Sĩ Thiện Vũ trước. Alo, Sĩ Thiện Vũ, câu 3 à, câu 4 trường âm sao, đoạn âm sao? Dạ con nói đã nghe được chưa ạ? Dạ con xin đảnh lễ sư, con xin kính chào đạo tràng. Con xin đọc và phân tích câu 3, câu 4. Anh ta kê na thi phàn na sa na thi nhà tỷ su ta na ta. Con xin phân tích ạ. Anh là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, than là trường âm nhấn, nát là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, nhà là trường âm thông thường, ti là trường âm thông thường, su là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, na là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Dạ, con xin sư sửa cho con ạ. Alo, 123, 123, Sĩ Thiền Vũ này cũng bị ăn liền ha. À, phân tích trường âm, đoạn âm xong, ra là xuống ngay. Nhưng mà khi phân tích trường âm, đoạn âm thì cái giọng đọc hay, một trường âm thông thường, tì số nhà, tì số đọc nhà ha. Cái này chữ nha đàng hoàng nhé, cũng đọc không có dấu. Tại sao mà thấy có dấu quyền ta đọc là nhà luôn hả? Không được, phải là nhà tì số à, hai cái trường âm thông thường một đoạn âm đọc là nhà tì số chứ không có nhà ha. Thấy có dấu quyền là đọc là nhà liền ha. Đó thôi. Rồi bây giờ thứ hai, mời người thứ hai. Mời Sĩ Tâm Đại Hạnh. Alo, Sĩ Tâm Đại Hạnh, câu 3, câu 4. Dạ, con xin kính chào sư ạ, con xin đọc ạ.
Xin có nghe không ạ? Dạ cô ơi, cô rớt mic rồi cô. Khi mà cô Tâm Đại Hạnh ơi, khi mà cô cầm mic á, cô nhớ là cô phải để cái ngón tay vô cái làn xanh á, cái hole to talk đó cô. Cô đẩy lên một cái nha cô. Mà khi mình đẩy lên rồi đó thì cô thả ngón tay ra nha. Cô đừng có đụng vô nó lại nữa. Tại vì khi cô đụng vô là nó sẽ rớt nha cô. Cô đẩy lên rồi cô thả ra. Rồi xong rồi sau đó là cô nói ha, cô nói xong thì bắt đầu cô bấm, nói xong thì mới bắt đầu mình mới bấm vô cái dấu đỏ. Rồi mình đi xuống, rồi là mình hết thoát, hết nói nha cô. Dạ con xuống mic, con mời cô lại ạ. Cô ơi, cô chưa cầm mic nha cô, còn rớt mic đó cô. Cô nhớ là cô đụng vô cái làn xanh đó cô, là cô đẩy lên luôn nha cô. Khi mà cô đẩy lên rồi đó thì cô chỉ cầm cái điện thoại mình nói thôi nha cô. Rồi nói xong rồi mình, khi mình nói xong thì mình mới đụng vô cái làn đỏ. Rồi con gửi mic lại cho cô nha cô, thử lại lần nữa nha cô. Mà thôi chắc tôi không nói nữa đâu. Để lần sau đi nha. Alo, 123123, sĩ Tâm Đại Hạnh. Cái này cũng chưa có thạo ha, chưa có thuần thục, cho nên cũng ngại. Thôi không sao, từ từ. Bởi vì chúng ta sinh hoạt thì cái gì cũng phải từ từ. Chứ còn nếu mà coi như gấp quá cũng không được ha. Rồi, sa thủ tinh thần của sĩ Tâm Đại Hạnh, chúng tôi xin ghi nhận, rất là quan hệ. Rồi, bây giờ cái câu số 3, câu số 4, đây là câu khó chứ không phải dễ ha. Xin mời sĩ ca Sùm Ma Ghi Hí, câu 3, câu 4, phân tích như sau đây ha. Alo. Sĩ Thiền Vũ đã phân tích xong rồi ha. Bây giờ cây sồn má ghi thế. Xin mời nha. Phân tích như thế nào đây? Dạ, mọi người có nghe rõ âm thanh con ạ? Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức. Dạ, con cũng mới học nên con cũng ráng phân tích. Dạ, câu số 3. Antha kena thi ban nasa na thi nya thi su ta na ta. Dạ, câu số 3 thì câu án là trường âm nhấn, ta đoạn âm, khe là trường âm thông thường, na là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, sa là trường âm nhấn,
Na là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Câu số 4, na là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, nha là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, xú là trường âm thông thường, ta là trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng trường âm thông thường trường âm thông thường, ta là trường âm thông thường, na là trường âm đọc theo nguyên âm, ta là trường âm thông thường. Dạ con xin sư sửa cho con. Dạ con xuống. Alo, sư sùm mà ghi thí hả? Coi như đọc tự do luôn, muốn đọc sao thì đọc, nhưng mà có đóng góp vậy là tốt rồi ha. Ở đây câu 1, câu 2, câu 3, câu 4 chỉ có trường âm thông thường và trường âm nhấn mà thôi, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm ha. Thì qua sự phân tích của sư sùm mà đó là người thứ hai, còn thêm người nữa, người thứ ba, tam nhân đồng hành ha, cho nên nó vui. Xin mời chiếc Kavinato hay là Kavin đi. Alo, chiếc Kavin, xin mời câu 3, câu 4 phân tích làm sao, trong khi đó chiếc Somagiri đã phân tích rồi ha. Chiếc Kavin, xin mời câu 3, câu 4 lên đóng góp cho vui đi. Dạ con kính chào sư, con kính chào đạo tràng. Dạ cho con xin đọc. Atake na chi panasa Nati su ta na ta. Tại chữ, con nghĩ là chữ an, chữ đầu chữ an nó không có chữ, nó không có dấu quyền, thành ra con nói đó là đoạn âm. Chữ ta, chữ tá đoạn âm, chữ kê là trường âm, chữ na là trường âm, chữ thi là đoạn âm, chữ pan là trường âm nhấn, chữ nas là trường âm nhấn, chữ xá là đoạn âm, chữ là trường âm nhấn, chữ thí là đoạn âm, chữ na là trường âm, chữ ti là trường âm, chữ su là đoạn âm, chữ ta là trường âm, chữ na, chữ na là đoạn âm, chữ ta là trường âm. Dạ con xin hết, con xin chào mấy lần. Alo, xin lỗi huynh Mỹ ha, gọi là xích cái ngành thấy nó hơi đổi giới tính ha. Rồi huynh Mỹ rất là tuyệt vời, phân tích vậy là thấy cũng lần đầu tiên vậy, thấy cũng hay ha, cũng có cái đúng có cái sai, nhưng mà chỉ cái tinh thần học hỏi, đây là một cái điều mà rất là thành công, bởi vì có sai chúng ta mới thấy được cái đúng có giá trị ha. Rồi 1, 2, 3 người rồi ha. Xin tâm đại hạnh của ngài chưa phân tích không sao. Bây giờ mời thêm người thứ tư nữa ha. Alo, người thứ tư chạy đâu rồi? Người thứ tư đó là Sik Hồng Thị Kim Nhung. Đứng cuối cùng luôn, mời chiếc Kim Nhung phân tích câu 3, câu 4 để làm sao cho chiếc Tâm Đại Hạnh nè, chiếc Somagiri nè, Quỳnh Mỹ nè, coi như ba người này mà coi như họ tiếp thu được đó là sự thành công của chiếc Kim Nhung. Xin mời. Dạ
Con là Kim Nhung ạ. Trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, dạ Ngài Pháp Trang. Con kính chào các anh chị, con kính đảnh lễ các cô tu nữ. Con kính chào các anh chị ở trong lớp học. Dạ con xin đọc câu 3 và câu 4 ạ. An ta kê na thi bà na sa na thi na tì su ta na ta. An ta kê na thi bà na sa na thi nhà tì su ta nha ta. An ta kê na thi bà na sa na thi nhà tì su ta nha ta. Trong câu 3 và câu 4 thì an là trường âm nhấn, tá là đoạn âm, kê là trường âm thông thường, na là trường âm thông thường, thí là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, nát là trường âm nhấn, xá là đoạn âm. Ở câu 3 thì có 8 âm, trường âm thông thường thì có 2, đó là kê, na, trường âm nhấn có 3, đó là an, ban, nát. Không có trường âm giọng nguyên âm, đoạn âm thì có 3, đó là tá, thí, xá. Ở câu 4 thì cũng có 8 âm, nát là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, nha là trường âm thông thường, ti là trường âm thông thường, sú là đoạn âm, ta là trường âm thông thường, nhá là đoạn âm, ta là trường âm thông thường. Ở trong câu 4 này cũng có 2 loại trường âm, đó là trường âm thông thường có 4 là nha, ti, ta, ta. Trường âm nhấn thì có 1, đó là nát. Trường âm giọng nguyên âm không có, đoạn âm thì có thí, sú, ná, có 3. Dạ, đó là sự phân tích của con ạ. Dạ, con xin xuống mic. Dạ. Sa thủ chị Kim Nhung rất là rõ. Mà đọc rõ chị Kim thắc mắc. Chữ này đọc là nha, là ta na, ta na, ta và là chữ nha, đó là chữ của Sĩ Kiệt. Rồi tại sao mà ngộ nè, cái này mới là rõ nha. Hai con tặng ba cần hoa, chúng ta là giỏi. Còn Huynh Tinh ý kiến thế nào đây? Chị mời Huynh Tinh ngồi cho biết tại sao mà tặng có một cành hoa ha? Rồi xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, cái từ cuối cùng ta nát ta, dạ, thì những cái lần đọc thì cô Kim Nhung đọc là ta nhát ta, thì đọc không đúng, nhưng mà lúc phân tích thì phân tích đúng, cái đoạn âm là ná chứ không phải nhá. Phân tích thì đoạn âm là nhá, nhưng mà lúc mà đọc nguyên câu 3 câu 4 thì con nghe là nhá, thì nó có cái nhầm lẫn chỗ đó. Con xin xuống mic. Alo, như vậy Huynh Tính Ngộ với là Sĩ Kim cùng một cái ý với nhau là ta na ta chứ không phải là nhá, cho nên là Sĩ Kim thì có ý kiến chắc lên như vậy, còn Huynh Tính Ngộ thì coi như đưa thêm một cành hoa gọi là phản đối. Còn ba cành hoa là chính xác, hai cành hoa có vấn đề, một cành hoa là có ý kiến ha. Rồi như vậy Sĩ Kim Nhung trong cái sự phân tích cũng hai số một từ thôi,
À, nhưng mà huynh Mỹ ha, rồi xích số máy ký hí ha, rồi xích tâm đại hạnh ha, rồi quý vị có chú ý thấy câu 3, câu 4 à, quý vị có tiếp thu được chưa? Có ý kiến gì không? À, có ý, quý vị cứ từ từ đi. À, rồi bảo đảm trước sau gì quý vị cũng giỏi à. À, nếu quý vị có một cái sự cố gắng, có một sự trì trí thì bảo đảm trước sau à, quý vị cũng sẽ giỏi. Ừ. Rồi thôi bây giờ để khỏi mất thời gian ha, bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới sau khi phân tích xong ha. À, tinh thần học hỏi quý vị rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta ôn lại thì có hai cái đọc, cái giọng kinh có hai đọc. À, cái giọng chúng tôi đọc chờ là quý vị chú ý ha. Na san ti puta ta na yan vi ta na vi ban tha wa an ta ke na thi ban na san thi nhà ti su ta na ta san ti puta na yan vi ta na vi ban tha wa an ta ke na thi ban na san thi nhà ti su ta na ta. Đó là cái đọc thứ nhất. Cái đọc thứ hai, na san ti puta ta na yana vi ta na vi ban tha tha wa an ta ke na ti ban na sana ti na ti su ta na ta. Na san ti puta ta na yana vi ta na vi ban tha na an ta ke na ti ban na sana ti na ti su ta na ta. Na san ti puta ta da na yana pi ta na pi ban tha wa an ta ke na ti ban na sa na ti nya ti su ta na ta. À, một khi không có con che chở, không cha không bậc con không thân thích ở, như vậy thì qua hai cái đọc quý vị thấy câu số 2 là cuối câu có trường âm. Chúng ta dừng lại nơi trường âm đó. À, một lần đọc hai câu ha. Thường thường á, Sích Kim là người lên đọc đầu tiên. Nhưng mà lên đọc đầu tiên là không theo cái quy luật này. Mà Sích Kim thường hay đọc câu nào là coi như chấm dứt câu đó. À, nhưng mà khi chấm dứt câu đó thì nó là đoạn âm. Khổ vậy đó. Cuối câu là đoạn âm mà dừng lại nơi đoạn đó là một sự thất bại. Thôi bây giờ thính đại đức Pháp Trang lên đọc ha, rồi Sư Kim sẽ đọc sau. Xin mời cùng thính đại đức Pháp Trang. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha. À, trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. À, chúng con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, và thân chào quý tu nữ và toàn thể chư Phật tử. À, và bạch ngài, nãy con tính là giơ tay lên trước nhưng mà thấy Xích Kim lên giơ lên trước. Dạ, đã lâu con không có vào để cùng ôm học cùng chung với đạo tràng. Giờ hôm nay thì chúng con trở lại với đạo tràng, chúng con xin phép được đọc câu pháp cú số 288. Dạ, giờ con xin phép con đọc câu pháp cú số 288. Và sau đó xin mời Xích Kim. Na san ti putta ta na yana pi ta na pi pan ta wa an ta ke na ti pan na san na ti su ta na ta. Na san ti putta ta na yana pi ta na pi pan tha wa an ta ke na ti pan na san na ti nya te su ta nyat ta na ta. Na san ti putta ta na yana pi ta na pi pan tha wa an ta ke na ti pan na san na ti nya te su ta na ta. Một khi tử thần đến, không có con che chở,
không cha không không cha không bà con, không thân thích che chở. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, hình như là chúng con chỉ thấy có bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. À, dạ, bây giờ chúng con xin được phép đọc lại một lần nữa để đọc bản dịch của Hòa Thượng Dưới Đức. Na san ti put ta ta na yana pi ta na pi pan ta wa an ta ke na ti pan na e su ta nya ta na ta. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết gặp gần, cô đơn chịu nghiệp quấn thân chẳng người. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. À, bây giờ xin thấy bàn tay của Xích Kim, mà xin mời Xích Kim lên để đọc câu pháp cú số 288 ở Nam Mô Phật Thầy nhé. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Trang, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin đọc kinh pháp cú câu 288. Bữa nay nhiều người đông quá, vô đọc nhiều quá không có thì giờ con không dám mở nhọn nói chuyện ngoài quyện, thôi đọc cho xong cuốn gói đi. Để bớt cười mới đọc được chứ đó. Xuống khá lên kế nha. Từ từ đi đọc nè. Con xin đọc câu kinh pháp cú câu 288. Na sang ti phúc ta ta na ya na pi ta na pi pang tha wa ang ta khe na pi pang na sa na thi nhà ti su ta na ta. Na sang ti phúc ta ta na ya na pi ta na pi pang tha wa ang khe na pi pang na sa na thi nhà ti su ta na ta. Đọc một hồi mệt quá, đọc từ từ, đọc ngắt. Na sang ti phúc ta ta na ya na pi ta na pi pang tha wa ang ta khe na pi pang na sa na thi nhà ti su ta na ta. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Con xin cảm ơn sư Pháp Trang. Lâu rồi con không gặp sư, sư có khỏe không? Dạ con, sư thấy con có sai chỗ nào xin sư cho con biết. Dạ con xin cảm ơn sư trước. Dạ con xin chào máy rồi ạ. Alo. Dạ con cảm ơn các cô cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Chí Đức, đại đức Pháp Trang cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh pháp cú số 288. La san ti bút ta ta la za la pi ta la pi pan tha wa an ta ke la thi pan la sa la thi nhà ti su ta. La san ti bút ta ta la za la pi ta la pi pan tha wa an ta ke la thi pan la sa la thi nhà ti su ta la ta. La san ti bút ta ta la za la pi ta là bần thá hòa hành ta kỳ là thi bần la sa la thi nhà tỳ su tà la tà. La sẵn ti bút tà tà là giã là pi la pi tà la pi tà là pi bần thá hòa hành ta kỳ là thi bần la sa la thi nhà tỳ su tà la tà. La La ti sàn, la ti sàn. Dạ, con xin đọc lại. La sàn ti bút tà tà là ra la pi tà là pi bàn tha hòa ảnh ta kề là sa la thi nhà tì su tà la tà.
Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lấy ai bảo, lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng, con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết dập dình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người, đó là phổ thư của Hòa Thượng Lễ Đức. Dạ, con đã đọc bài xong, con kính mời quý cô chú tiếp theo ạ. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang. Dạ, con xin sám hối đạo tràng vì mấy con kiki nó cắn. Dạ, một lần nữa con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lễ Ngài Pháp Trang, con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ các cô tu nữ cùng các anh chị ở trong đạo tràng. Con xin đọc bài Kinh Pháp Cú số 288. Na san ti bút ta ta na ja na bi ta na bi ban tha hoa an ta kê na thi ban na sa na thi nhà ti su ta na ta. Na san ti bút ta ta na ja na bi ta na bi ban tha hoa an ta kê na thi ban na sa na thi nhà ti su ta na ta. Na san bút ta ta na ja na bi ta na bi ban tha hoa an ta kê na thi ban na sa na thi nhà ti su ta na ta. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng, con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp, vắng thinh chẳng người, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã đọc xong, xin xuống mic. Dạ, cảm ơn chị Như Quang đã post bài. Dạ, kính mời chị Tâm Phương ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con Tâm Phương, con kính đến lễ Thầy, con đến đến lễ Đại Đức Pháp Trang. Dạ, con xin đọc câu Pháp Cú số 288. Na san ti bút ta ta na ya na pi ta na pi pan tha qua an ta ke na thi pan na cha na thi nhàn ti su ta na ta. Na san ti bút ta ta na ya na pi ta na pi pan tha qua an ta ke na thi bạn nát cha nát thi nàn ti su ta na a ta na san ti put ta ta na ya ya na pi ta na pi bạn tha wa an ta khe na thi bạn nát cha nát thi nàn ti su ta na ta. Khi tự thành tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở, và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lấy ai để trợ ta, họ hàng, con hay cha mẹ mình, khi mà sự chết dập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người, và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và con đã đọc xong ca phúc cú số 288. Chắc có lẽ là cô Tị Duyên kế tiếp con mà, hoặc con mời cô. Alo, 123 123. Xin Tâm Phương, hôm nay tiến bộ chỉ có sai một từ mà thôi. Alo, xin Tâm Phương nhớ cái từ này ha, câu cuối cùng. Câu cuối cùng là nát thi nhà tì su ta nát ta nát
thi nhà tỳ su đà na tà thì cái chữ mà xích tâm phương không được tự tin, đó là chữ ở giữa nhà tỳ su. Nhà tỳ su là hai đoạn âm thông thường, một đoạn âm. Thì cái chữ bà con thân quyến này á, nhà tỳ su si tâm phương đọc không được tự tin, chỉ sai có một từ này mà thôi, nhưng mà đây cũng là sự tiến bộ. Sa thủ si tâm phương chỉ sai một từ, nhớ ha, nhà tỳ su. Rồi bây giờ xin mời bàn tay của các vị khác tiếp tục. Alo, ai đây? Dạ con Mỹ, con kính lễ Phật ngồi tam bảo, con kính lễ quý sư, con kính lễ quý sư cô, con kính lễ quý bạn đạo hữu. Con xin đọc kinh pháp cú 288. Nasanti, con xin đọc lại. Nasanti putta tana yana yana pitana pi bàn tha quá anh ta kể na thi bàn nát sát na thi nhà ti su tàn na tàn na tàn na ta. Xin đọc lại. Nát san thi bu ta ta na ya na ya na pi ta na pi ban tha wa an ta ke na thi ban nasa na thi nya ti su ta na ta ta na ta. Một lần cuối. Nasan thi ta na ya na bi ta na bi ban tha wa an ta ke na thi ban na sa na thi nya ti su ta na ta. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Hòa thượng Thích Minh Châu. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp, vắng thinh chẳng người. Hòa thượng Giới Đức. Dạ, con xin hết. Con xin xuống mic. Nam Mô Bích Thầy dạ. Dạ con Nguyên Trang. Dạ một lần nữa con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Dạ kính đảnh lễ cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn cô Nguyệt Quỳnh đã post bài ạ. Dạ con cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin đọc câu pháp cú 288 ạ. Nasantiput ta ta na yana pita na biban thawa antake na biban nasanathi nya ti sutta nata nasanti putta ta na yana pita na biban thawa antake na ti ban nasanat thi nhà tỳ su tà na tà. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Và đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na san ti put ta ta na ya na pi ta na bi ban tha wa an ta ke na thi ban na san na thi nhà tỳ su tà na tà. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình,
cô đơn chịu nghiệp, vắng thinh chẳng người. Và đây là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong ạ. Dạ con kính mời Đậu Tràng. Dạ kính mời Hà, kính mời anh Bài, kính mời cô Tâm Đại Hạnh. Dạ con kính mời toàn thể Đậu Tràng. Dạ con xin xuống bích ạ. Dạ con xin kính chào sư Đạo Tràng. Con xin đọc câu pháp cú 288. Nasanti putta ta nya jana pita na piban hawa antake na hipanasanati sanati nya tisuta na ta. Đọc lại. Nasanti putta ta nhà Yanapita na Pipandawa Antake na Hippanasanatinya di Sutanata. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Của bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp, vắng thinh chẳng người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin hết. Xin mời người kể tiếp. Dạ con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ cùng đạo tràng. Con xin đọc Na san thi buddha ta ta na ya na pi ta na pi pi dan tha wa an te an ta ke nya thi ban na na sa na thi nhà ti ti sư tan na ta na san thi put ta tan na ya na pi ta na pi ban tha wa an ta ke an ta kê na thi bàn na sa na thi nhà thi su tan na ta. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Lấy ai để bảo trợ họ hàng con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp, vắng thinh chẳng người. Dạ con xin xuống. Sa thu sa thu xin sa sum ghi đi. Một cái sự cố gắng. Quý vị là những người mới, nhưng mà những cái tinh thần học tập rất là cao. Quý vị đọc đúng cũng có, mà đọc sai cũng có. Đúng sai không quan trọng, nhưng mà quan trọng là trên cái tinh thần học hỏi, quý vị đã thể hiện rất là tốt. Nhất là huynh Bài, huynh Chánh Tâm, huynh Mỹ, Carinato. Quý vị hôm nay rất là tiến bộ, đó là sự thành công ha. Chúng tôi rất là hoan hỷ trên tinh thần học hỏi của quý vị. Sư Tâm Phương hôm nay chỉ sai có một từ, đó cũng là một cái sự cố gắng quá giỏi rồi. Như sư Nhật Quỳnh nói, sa thu quá giỏi. Rồi, đó là giọng kinh.
Bây giờ trên cái giọng kệ quý vị cũng cần phải biết. Để rồi khi mà nhập chúng, tức là đi đến một cái địa phương nào đó, một cái quốc độ nào đó, người ta đọc kinh thì mình đọc kinh Sutta, người ta đọc kệ mình cũng đọc kệ Gatha. Thì kinh và kệ chúng ta cần phải tham khảo. Bây giờ chúng ta ôn lại dòng kinh trước rồi qua dòng kệ sau ha. Na san ti putta ta na yana vita na pi ban tha wa an ta ke na ti ban na sana ti nya ti su ta na ta. Na san ti putta ta na yana vita na pi ban tha wa an ta ke na ti ban na sana ti nya ti su ta na ta. Đó là dòng kinh chương 2 cách đọc. Một cách đọc là chúng ta đọc một lần hai câu. Cách thứ hai là chúng ta đọc nguyên một bài. Đó là dòng kinh. Còn bây giờ qua dòng kệ, quý vị chú ý cũng đọc một lần hai câu để bổ sung ý nghĩa, nó xúc tích lẫn nhau. Không nên đọc từng câu rời rạc. Mà một câu có 8 từ thì chúng ta chia làm 2, 4, 4 với cái âm điệu là như vậy. Thì đi, cái giọng kệ này tương đối dễ đọc chứ không phải là khó, nhất là âm điệu 44 ha. Chúng ta sẽ đọc trước. Na san ti bút ta ta na yang na pi ta na bi ban tha wa an ta ke na ti ban na san thi nha ti su ta na ta. Na san ti bút ta ta na ya na pi ta na pi ban tha wa an ta ke na ti ban na san thi nha ti su ta na ta. Na san ti bút ta ta na ya na pi ta na pi ban tha wa an ta ke na ti ban na sa na ti nya ti su ta na ta. Một khi tự thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Rồi xin mời Thích Kim. Thích Kim có một cái giọng kệ cũng đặc biệt lắm, phải mời trước chứ không bỏ chạy. Rồi mời Thích Kim nha. Trời ơi trời, con đâu có hay gì đâu, con đâu có dám bỏ chạy đâu sư. Con phải lên trước để sư đừng có kéo con lên nữa, rồi sư nói móc họng nữa. Không ai đọc hay, không ai đọc kể hay bằng Sĩ Kim hết. Trời, con nghe nó đau lòng chiến sĩ quá sư ơi. Trời ơi, mà lúc này con thấy không thấy sư Pháp Giang vô. Nay con thấy sư Pháp Giang luôn, con phải đọc kể cho sư Pháp Giang nghe. Để sư khen ơi, kèn đét ơi, sao mà hay lắm đa. Sư bình tĩnh nha, con đọc nghe sư Pháp Giang. Con đọc kệ, con không biết kệ, con mới biết đọc kệ mấy hổng rài thôi sư ơi. Thôi để con đọc, đón đọc đại đó mà cho nó được chuyện đó thôi. Để sư Chí Đức đừng có chọc quê con nữa. Sư lúc nào cũng chọc quê con đó. Nguyên Trang, Nguyên Như cũng chọc quê con đó. Trời, con mên con nghe mệt lắm. Thôi rồi, để con kệ cho rồi, để con cuốn gói đi. Con kệ kinh. Ô, con chưa chào hả? Con xin sám hối. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Trang, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Con xin đọc kệ, 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 ôi là kệ Pha Cú 288. Để thở một chút cái đã. Na san ti phúc ta ta na ta ya na phi ta na phi băng tha hoa ang ta khe na ti phang na sa na ti nha ti su ta na ta. Đọc thêm lần nữa, cảm động. Sư sẽ cho con một đống bông ngay sư. Na san ti phúc ta ta nha ya na phi ta na phi băng tha hoa ang ta khe na ti phang na sa na ti nha ti su ta na ta. Xong, để con tự thưởng cho con nha. Thôi con xin mời người khác lên.
Dạ con Kim Nhung ạ. Xin kể câu pháp cú số 28. Na san ti po ta ta na ya na bi ta na bi ban tha wa an te ke na thi ban na sa na ti nya ti su ta na ta na san ti po ta ta na ya na bi ta na bi ban tha wa an ta ke na thi ban na sa na ti na ti na ti nya ti su ta na ta. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng, con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp, vắng thinh chẳng người, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, em kính mời chị Tâm Phương ạ, em xin xuống mic. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, dạ, Nam Mô Sang Kha Giá, con kính đến lễ Thầy. Dạ, con kính hành lễ sư Pháp Tăng, con kính hành lễ cô tu nữ. Dạ, mến chào tất cả Phật tử, con xin đọc lại cái câu pháp cú và con xin kệ. Dạ. Na san ti put ta ta na ya na pi ta na pi pan tha wa an ta ta khe na thi pan na cha na thi nya ti ti su ta na ta na ta. Dạ. Nhà sanh ti pun ta ta na ya na bi ta na bi ban tha quang an ta khe na thi ban nan sang na thi na ti su ta na ta. Na san ti put ta ta na ya na pi ta na pi pan ta ya an ta khe na thi pan nan sa na thi nya ti su ta na ta. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Và đó là bản dịch Thượng Thích Minh Châu. Lấy ai để bảo trợ ta, bảo họ hàng, con cái, hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp, vắng thinh chẳng người. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Dạ con nhường biết lại cho vị kế tiếp ạ. Dạ. Nhân thầy giá, năm giá, Nam Mô Sang, con thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Kính lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và xin chào tất cả quý thiện nam. Và tự nhiên xin đọc bài ạ. Câu pháp cú số 288. Na san ti bút ta ta na ya na pi ta na pi pan tham tha wa an ta ke na ti ban na san na ti nya ti su ta na ta. Na san ti put ta ta na ya na pi ta na ban tha an ta ke na ti ban na san na ti nya ti su ta na ta. Na san ti put ta ta na ya na pi ta na
Nasantiputta tana yanabita na pipanta wa antake na kipana sanat nyati sutanata. Một khi Di Tử Thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân che chở. Và phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nasantiputta tanayanapipan thanhwa ban nhà tì sutanata. Lấy ai để bảo trợ ta? Họ hàng, con cái hay cha mẹ mình? Khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghĩa thinh chẳng người. Và phổ thơ này thượng giới đức. Và giờ tự nhiên đã đọc bài xong. Và kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con xin Nam Mô Bhuddhaya, Nam Mô Dhammaya, Nam Mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức và con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con kính lễ cô Tuệ Duyên và con kính chào đạo tràng. Cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn cô Sít Mít Ta, cảm ơn Hình Dung cho biết âm thanh rõ. Dạ, con xin cảm ơn Sít Kim Dung ạ. Dạ, con cảm ơn cô Tuệ Duyên. Con trả bài câu pháp cú 288. Nasanti Buddha Tana Yana Pita Na Bipanthawa Antakhe Na Thipannas Sanathiyati Sutanata. Nasanti Buddha Tana Yana Pita Na Bipanthawa Antakhe Na Thipannas Sanathiyati Thi nhà thì su ta na ta. Dạ, con xin đọc bản dịch tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một khi tự thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Na san ti put ta ta na yana pi ta na pan tha hòa anh ta khê na thi bàn nát sa nát thi na nhà tì su ta na ta. Dạ, con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Giới Đức. Lấy ai để bảo trợ ta? Họ hàng, con gái hay cha mẹ mình? Khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Dạ, con đã trả bài xong. Con có sai ngày sửa lại dùm con ạ. À, con xin dâng mít lại cho đạo tràng, xin mời đạo tràng lên trả bài tiếp. Hình như Sít Như Quỳnh chưa trả bài với Hình Dung chưa trả bài dạ. Nam Mô Bố Tha giá. Con xin kính chào sư và con chào đạo tràng. Bây giờ con đọc kinh và kệ. Nasantiputta ta yanapita na panhawa antake na hipanasanate nya ti sutta nata. Na santi putta tanaya na pita na pipandawa antakena hipanasa nati nyati sutanata. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu.
lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con xin hết, xin mời người kế tiếp. Dạ con Mỹ, con xin kính chào sư, con xin kính chào thọ tràng. Con xin đọc bài kệ 288. Nasanti Buddha tana tata na ya na pi ta na pi pan tha wa antake na thi pan nasa na thi nhà thi su ta na ta na san ti pu ta ta na ya na pi ta na pi pa bi pan tha wa antake na thi pan nasa na thi nhà thi su ta na ta nhà san ti pu ta ta na ya ni ta na bi pan tha wa antake na thi pan nasa na thi nhà thi su ta na ta. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha, không bà con, không thân thích che chở. Đó là Hòa Thượng Thích Minh Châu. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng con cái hay cha mẹ mình, khi mà sự chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp vắng thinh chẳng người. Đó là Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin hết, con xin xuống mic. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tây Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Thiền Vũ, Kim Nhung, Kim Metta, Hạnh Dung và cô tu nữ Tây Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, không biết chị Meta trả bài chưa, chị Meta Hạnh Dung nữa, trả bài chưa? Dạ, nếu chưa trả bài cho Nhật Quỳnh một tín hiệu, Nhật Quỳnh nhường mít. Còn nếu ấy thì cho Nhật Quỳnh trả bài nha, Nhật Quỳnh chưa được trả bài. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép trả bài, xin mời bàn tay quý vị ạ. Na san ti bút ta ta na ya na bi ta na bi ban tha qua an ta kệ na thi bàn na san na thi nhà tê su ta na ta na san thi bút ta ta na dân na bi ta na thi bàn tha qua an ta kệ na thi bàn na san na thi nhà tê su ta na ta na san thi bút ta na dân na bi ta na thi bàn tha qua an ta kệ na thì bàn na sa na thi nhà tê su ta na ta. Một khi tự thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. Dạ, đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Na san ti bút ta ta na ya na ti ba ti ta na bi bàn tha qua nành ta kê na thì bạn na sa na thi nha ti su ta na ta na san ti bút ta ta na ya ti ta na bi bạn tha qua anh ta kê na thì bạn na sa na thi nha ti su ta na ta. Lấy ai để bảo trợ ta, họ hàng con cái hai cha mẹ mình, khi mà chữ chết rập rình, cô đơn chịu nghiệp
bản kinh chẳng người. Và đây là bản phổ thơ của Ngài Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Và con có sai Ngài chỉ dạy cho con. Dạ, sa thú bàn tay của Sơn Mỹ Ghi Hít, Châm Má Ghi Hít. Dạ, kính mời ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ quý sư và các cô tu nữ và đạo tràng. Con xin đọc trước ạ. Na san thi Buddha ta na ya na pi ta na pi pi ban tha wa an ta ta ke na thi ban na sa na ni nhà thi su ta na ta na 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 san thi phu. Dạ thôi con không biết kể, chắc con đi xuống. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Sa thú. Hôm nay tinh thần học hỏi của quý vị rất là cao. Đọc kinh cũng hay mà đọc kệ cũng hay nữa. Nhất là huynh Mỹ, huynh Bài ha, mấy vị mới này nè. Sisumagihi ha. Rồi Sĩ Tâm Phương hôm nay cũng tiến bộ, chỉ có sai một từ. Sĩ Thiện Vũ rất Sĩ Tâm Đại Hạnh cứ mạnh dạn lên. Quý vị đừng có ngại gì hết, coi như đây là một cái gia đình của mình ha. Bởi vì mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa Phật là con một nhà. Đừng có ngại gì hết đó. Sai thì sửa, bởi vì trên cái tinh thần học hỏi thì quý vị là những bậc thiện trí thức nhắc nhở cho nhau trong sự tu tập, thì đó là một điều rất là tốt đẹp. Trở lại câu Phật ngôn 288, ý nghĩa của câu Phật ngôn này chúng ta xin đọc lại ha. Na san ti Buddha ta na yana vita na vipan thawa an ta ke na ti pan na san ti nhà ti su ta na ta. Một khi tử thần đến, không có con che chở, không cha không bà con, không thân thích che chở. Câu Phật ngôn 288 và 289 cùng một duyên sự. Tuy nhiên, nội dung của câu Phật ngôn 288 này quý vị hãy thực tế trong cuộc sống. Chúng ta đang bị nạn dịch Covid-19. Mà cái nạn dịch này khi mà chúng ta thấy câu Phật ngôn 288 nó thích ứng với hiện cảnh bây giờ. Một khi mà tử thần chết đến, tức là sự chết mà khi đến với chúng ta, thì con, cha, bà con quyến thuộc có che chở được cho chúng ta không? Chúng ta đang cách ly, chúng ta đang thời kỳ mất dịch, thì tử thần nó đến. Mà khi bị dịch như vậy thì bây giờ cha mẹ cũng không đến được, con cái cũng không đến được, mà bà con quyến thuộc cũng không dám tới gần. Bởi vì sao? Sợ bị lây. Cho nên tử thần đến là coi như là thủ tiêu ngay. Có những trường hợp thủ tiêu mà chúng ta thấy rằng đem những cái người bị dịch này quăng ra ngoài biển, nó trôi lình bình như vậy. Rồi cũng có những người mà khi tử thần đến khi mà bị mất dịch mà chết á, người ta đem ta thiêu. Còn có những người tử thần đến á, thì người ta đem bỏ, đem ta chôn, mà chôn tập thể nha. Thì khi những người mà bị dịch này họ chết á, con cái không có mặt này, cha mẹ không có mặt này, bà con quyến thuộc cũng không có mặt này. Bởi vì sao? Sợ bị lây. Tử thần đến
tức là không có họ hàng, không có bà con, không có quyến thuộc ở gần chúng ta. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra từ mình. Mà tốt xấu ở đây là khi bị mất dịch này, đang thời kỳ mất dịch này, mà tử thần đến là chúng ta bị cách ly ngay. Khi chưa tử thần chưa có cửa thì chúng ta đã bị cách ly, cũng đã bị nhốt rồi. Từ âm tính mà nó qua dương tính thì chúng ta chỉ nương nhờ nơi chính ta mà thôi. Chứ hồi đó qua dương tính rồi thì con cái không có nè, cha mẹ cũng không có nè, bà con quyến thuộc cũng không dám lại gần. Vậy thì tử thần đến gõ cửa là chúng ta phải ra đi. Như vậy câu Phật ngôn 288 này nó thích nghi với hiện cảnh mà chúng ta đang cách ly, chúng ta đang gặp phải trên toàn thế giới. Có phải chăng câu Phật ngôn này Đức Phật muốn ám chỉ về Covid-19? Thì chúng ta nên suy ngẫm và thấy rằng sự chết đã đến, chúng ta chỉ nương nhờ nơi chính chúng ta mà thôi. Con cái không che chở cho chúng ta, cha mẹ, bà con quyến thuộc cũng không giúp ích được chúng ta. Bởi vì chúng ta đã tạo cái thiện nghiệp hay là ác nghiệp, thì chúng ta phải nương nhờ nơi thiện nghiệp và ác nghiệp đó. Và con đường độc đạo chỉ có một mình chúng ta đi mà thôi. Chúng ta không thể nhờ người khác, chúng ta cũng không thể nhờ con cái, cha mẹ, bà con, mà chúng ta phải đi theo cái nghiệp của mình đã tạo. Với câu Phật ngôn này, thời gian cũng đã trôi qua 3 phút. Hôm nay tinh thần học hỏi của quý vị rất là tuyệt vời. Chúng ta rất là hoan hỷ trên cái tinh thần học hỏi của quý vị. Để thấy rõ khi tử thần đến, chúng ta cũng phải riêu riêu đi theo thôi. Tức là trong ngũ ma, năm loại ma vương, thì Đức Phật cũng phải bị chi phối bởi tử thần ma vương. Chứ không phải nay Đức Phật là giỏi, là vượt qua ngũ ma. Chỉ vượt qua có 4 loại ma mà thôi. Còn khi gặp mà tử thần ma vương đến gõ cửa tại tháp Phá Hoa, thì Đức Phật nói, khoan đã, chờ 3 tháng nữa Ngài mới lên được. Thì như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài cũng phải nể, phải ngán, phải sợ tử thần ma vương. Vậy thì khi tử thần ma vương đến, thì chúng ta nhất là trong cái nạn dịch này, chúng ta không thể nhờ con cái, bà con, cha mẹ giúp đỡ được cái gì hết, mà chúng ta phải cô lập và chuẩn bị hành trang tư lương. Đó là những thiện sự, đó là những phước báo, để rồi chúng ta đi theo cái duyên nghiệp của mình. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống của chúng ta được an vui. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và thinh văn tính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. E te ra san che qua che na so khi vô hô tu sa. Do lời chân thật này kính dân quả nên chư tôn thiền được tăng ni và đạo tràng Pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt A Di Đà. Ngài sư mà của đạo tràng. Alo, sư Hồng Nhật đâu rồi? Xin phép đọc được kinh Rát Na Sư Ta. Ni thập bồ tát ni sa na la ta ni bồ tát ni hoa an ta li khe sa te hoa